Xin chào các bạn, hôm nay học viện Ghiên tôi xin chia sẻ đến các bạn cách chúng ta thể hiện cái nét cắt của cầu thang theo đúng cái tiêu chuẩn mà chúng ta hay thể hiện. Bình thường là chúng ta hay thể hiện cái nét cắt cầu thang bằng hai cái nét cắt song song như này đúng không ạ? Bây giờ để thể hiện các cái hai cái nét cắt song song này chúng ta làm như sau. Tôi sang một cái file mới, ở đây tôi có một cái mặt bằng cầu thang như này, các bạn thấy là cái nét cắt cầu thang của chúng ta nó đang có một nét như này, và tôi bây giờ tôi muốn chuyển nó về hai nét song song như chúng ta hay thể hiện trên CAD ấy. Các bạn làm như sau, các bạn kích chuột vào chọn thang này, các bạn vào edit tile này, các bạn tìm đến mục cắt mask tile này, các bạn kích vào đây, và trong cái bảng này các bạn chọn cái cắt line tile, các bạn chọn là double line, các bạn kích ok. Như thế là cầu thang của chúng ta nó đã thể hiện cái nét cắt bằng hai cái đường song song rồi, đúng không ạ? Ok, để nhận được những bài học tiếp theo các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.